Hello, xin chào các bạn trên toàn thế giới. Wow, chúc mừng các bạn đến với tập đoàn Đông Sơn. Hôm nay, nhi rất phấn khởi để chia sẻ về tập đoàn Đông Sơn với một cái chế độ hợp tác có một không hai. Tập đoàn Đông Sơn đang làm điên đảo thị trường thế giới bởi rất nhiều lý do. Và cái lý do đầu tiên mà chúng ta đến với tập đoàn Đông Sơn là đến với chuỗi cửa hàng kinh doanh 4.0, một làn sóng mới của thị trường kinh doanh công nghệ toàn cầu. Tập đoàn Đông Sơn vần may cơ hội kiếm tiền đang dần dần đến với bạn. Và các bạn biết sao không? Đến với tập đoàn Đông Sơn, chúng ta chỉ làm những cái công việc quen thuộc mà chúng ta vẫn làm hàng ngày mà mang đến cho chúng ta một cái nguồn lợi nhuận vô cùng kinh khủng. Đầu tiên là chúng ta có thể chia sẻ mỗi ngày các bạn có lên Facebook không? Có chia sẻ không? Nếu có các bạn sẽ đánh cho Nhi số 1. Và nếu các bạn chỉ lên Facebook mà giết thời gian để mà chơi game, nghe nhạc, uh, chém gió thì các bạn sẽ đánh cho Nhi số 2 nhé. Và nếu bạn nào đã biết dùng chiếc phone và kiếm tiền thì hãy đánh cho Nhi số 3. Và đến với tập đoàn Đông Sơn, Nhi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao mà các bạn có thể kiếm tiền bằng cách làm những cái công việc thông thường mà mọi người vẫn thường làm. Chúng ta chỉ cần chia sẻ đường link của Facebook ở đường đường link của tập đoàn Dâu Tây của kênh Dâu Tây của Đông Sơn đến với cái mạng liên thông này đến với thị trường thế giới thông qua WeChat, Zalo, Instagram, Facebook hay Like thôi mà các bạn có thể kiếm được tiền. Đến với tập đoàn Đông Sơn chúng ta có thể là một người tiêu dùng tiết kiệm hay là chia sẻ để kiếm được tiền nhé các bạn là nếu là các bạn chọn các bạn là một người tiêu dùng thông minh thôi thì cũng rất là ok bởi vì khi đến, đến tập đoàn Đông Sơn thì các bạn có thể uh, mua hàng trên kênh Dâu Tây uh, những cái hàng mỹ phẩm hoàn toàn chính hiệu và với cái giá rất là ưu đại chỉ bằng 70% thôi uh, so với những cái cửa hàng miễn thuế uh, trên thế giới và nếu bạn muốn là một người bán hàng rất là giỏi, có khả năng tiếp thị giỏi bán hàng say xưa thì các bạn có thể chia sẻ cái đường link của cái hệ thống, ví dụ như có một chai nước hoa Chanel đi bạn có thể chia sẻ đường link và để mà kiếm tiền bạn có thời gian nhiều, bạn chia sẻ nhiều thì bạn sẽ có nhiều tiền và cái thu nhập à, hàng ngày nếu mà à, lãnh đạo của chúng ta có những ngày cao điểm lãnh đạo chúng ta có thu nhập tên 80 triệu nếu mà chỉ bằng cái công việc mà đi tiếp thì chia sẻ đường link thì chắc là rất là vất vả phải không cả nhà không có ai có thể kiếm được một thu nhập khủng như vậy từ việc uh, bán hàng và đi tiếp thị sản phẩm cả và muốn có một cái nguồn lợi nhuận kinh khủng như vậy thì chúng tôi sẽ đưa đến cho bạn một bí quyết đó là bạn phải làm một tổng chuỗi của tất cả các đại lý. Tổng chuỗi là như thế nào ạ? À? Cho một các bạn một cái ví dụ nha, cửa hàng 7-Eleven nó có gần 70.000 chi nhánh trên toàn thế giới và mỗi năm uh, theo các bạn thì cái cửa hàng người ta bán hàng Uh, cửa hàng người ta kiếm nhiều tiền hơn hay là tổng chuỗi đại lý người ta kiếm được nhiều tiền hơn nếu mà các bạn nghĩ là cửa hàng kiếm nhiều tiền hơn thì cho nhi sinh số 1 nếu mà tổng chuỗi đại lý kiếm được nhiều tiền hơn thì cho nhi sinh uh, số 2 nhé và các bạn biết sao không chỉ cần thu hai phần trăm lợi nhuận trên tất cả các cửa hàng seven eleven và mỗi năm tổng công ty đã thu về 5.1 tỷ USD đó nha và các bạn biết công việc của tổng công ty là làm gì không họ chỉ làm một công hai công việc rất là đơn giản thứ nhất là tuyển chọn đại lý mang cái thương hiệu của mình trao cho thế giới và đào tạo copy công thức thành công của những người nào đến hợp tác với họ và cho một cái ví dụ để các bạn thấy cái cửa hàng 7-Eleven nó kiếm khủng như thế nào trong thị trường Đài Loan chỉ cần bán một trái trứng luộc thôi mà một năm ta thu về từ việc bán trứng gà luộc là 230 tỷ Việt Nam đồng nhé thì đến với tập đoàn Đông Sơn làm sao chúng ta có thể mường sức thương hiệu uy tín Đông Sơn để đẩy nó ra thị trường toàn cầu trao cái giá trị này đến với thế giới à, ví dụ đơn giản là bạn bảo trợ Nhi và giúp cho Nhi phát triển thị trường ra thế giới và Nhi phát triển thị trường ra thế giới cho các bạn thì thu nhập của Nhi là 1 tỷ thì tập đoàn Đông Sơn chi cho Nhi đúng 1 tỷ, không lấy bớt của Nhi một đồng nào. Nhưng mà tập đoàn sẽ rất là cảm ơn bạn bởi vì bạn có công sức giới thiệu Nhi và đào tạo Nhi, à, Nhưng nhân bạn Nhi để cho tập đoàn thì tập đoàn sẽ chi tập đoàn Đông Sơn chi cho bạn 50 triệu 5% cái nguồn thu nhập của Nhi đó nhưng mà tập đoàn không lấy của Nhi đồng nào nhé và nếu Nhi à, phát triển thị trường ra 18 20 quốc gia trên thế giới và có 10 người ở phía dưới đó như mỗi người thu nhập cũng 10 tỷ thì tập đoàn dự thu chỉ chi về cho bạn gấp 10 lần như vậy là 500 triệu. Các bạn thấy có nhân bạn không mà các bạn thấy con số đó có làm bạn mất ngủ không mà nhân bạn 6 đời nhân bạn. nha cả nhà, chỉ cần bạn phối hợp một bên, thượng một bên thôi mà bạn đã có một cái nguồn lợi nhuận vô cùng kinh khủng như thế rồi. Cái lợi nhuận thứ hai đến từ uh, việc đào tạo các nhà phân phối hay là đời đầu tiên các bạn chỉ đào tạo ra nhi đời thứ hai như nhân bạn ra được 10 người tiếp theo đời thứ ba nhân bạn ra à, tới 100 người, đời thứ tư, thứ năm, thứ sáu, sáu đời như vậy thôi. Trong tay bạn đã có 100.000 nhà phân phối. Và cứ tính sáu đời nhân bạn, mỗi tháng, mỗi nhà phân phối chỉ mang cho bạn một con số cực kỳ thấp, 112 đô thôi. 112 đô một tháng thôi mà thì bạn đã có trong tay 14 tỷ đô và nếu cái con số 112 đô một tháng là con số cực kỳ thấp, cực kỳ dễ dàng đến với tập đoàn Đông Sơn, chúng ta kiếm thu nhập bình quân là 5.000, 10.000 đô một tháng, không ai có cái thu nhập mà ít như vậy cả. Nhưng mà nếu mà thậm chí mà chúng ta cho một con số ít hơn đi nữa, có là um, 11 đâu một tháng không thôi thì bạn cũng thu về 1.4 tỷ một tháng con số đó có làm cho bạn vui lòng không ạ à? có làm cho bạn mất ngủ không ạ à? các bạn thấy không tập đoàn đông sơn đưa đến cho chúng ta quá nhiều lợi nhuận một cách dễ dàng chúng ta không có cần kiếm được nhiều người vào như những cái tập đoàn khác chúng ta chỉ cần khi mà chúng ta thiết lập được một cái hệ thống là một bên phải và một bên trái chúng ta đều có một người thì tập đoàn Đông Sơn đã mang về cho chúng ta 780 USD quà tặng cho bạn thiết lập một cái hệ thống tại Đông Sơn nhé cả nhà. Và cứ như vậy thôi. Các bạn có thấy là tháng đầu tiên các bạn chỉ giúp kiếm được hai người, hai đại lý, đó là một cái con số cực kỳ chậm chạp và cực kỳ ít nha. À, nhiều người người ta làm và kiếm được hai đại lý dịch trong vòng một ngày thôi bởi vì sao chúng ta có cái hệ thống phát tên lửa quảng cáo tự động mỗi ngày các bạn chỉ cần à, đăng cái bài quảng cáo đó và đăng một cái bài báo một cái tin tức có giá trị vào trong các cộng đồng người ta rất là hoan nghênh bạn không quản trị viên sẽ duyệt bài cho bạn ngay và có trong group đó sẽ có 5 tới 50.000 người ở trong đó thì các bạn có thấy cái xác suất mà chúng ta kiếm được một hay hai khách hàng mỗi ngày là cực kỳ đơn giản không ạ à? qua tháng thứ hai bạn chỉ giúp hai đại lý đó nhân bạn mỗi đại lý kiếm hai đại lý thì cứ như vậy tới tháng thứ 12 12 tầng một năm thì bạn sẽ có năm khởi nghiệp đầu tiên các bạn có 10 tỷ các bạn có thấy cực kỳ đơn giản không các bạn không có cần phải kiếm thật nhiều người vào làm gì cả các bạn chỉ cần giúp người dưới thành công của người dưới là thành công của người trên thành công của người dưới là thành công của bạn các bạn chỉ hỗ trợ cái đội ngũ bên dưới chúng ta có thấy một cái văn hóa cực kỳ nhân văn ở đây không ạ thì mọi người đều có tiền ở trong tập đoàn đông sơn cái lợi nhuận thứ ba lợi nhuận thứ ba mà làm nhi rất là tâm đắc khi mà uh, kết hợp với tập đoàn đông sơn là dự nhi bảo trợ bàn vào và bạn nói ok như mình cảm thấy cơ hội này quá tuyệt vời mình muốn giữ cho mình một cái vị trí ở trong tập đoàn đông sơn nhưng mà bây giờ mình hơi bận công việc gia đình hay là mình à, phải lo công việc này việc kia hay mình phải đi du lịch với chồng với con một thời gian về việt nam một tháng không sao bạn cứ dự chỗ bạn cứ đi chơi nhưng trong thời gian bạn đi chơi thì nhi vẫn phát triển thị trường thế giới những người bên trên vẫn phát triển cái thị trường ra tất cả thế giới thì chúng tôi bên trái đã có người bên phải đã có người không còn chỗ nào để để thì chúng tôi sẽ để vào xuống bên dưới của bạn thì các bạn cứ đếm đi từ tầng thứ ba tới tầng thứ 14 có tổng cộng là 32.000 đại lý nếu mà cứ mỗi đại lý vào sau đó thì tập đoàn Đông Sơn công ty sẽ chi về cho bạn 4 đồng 48 USD cho mỗi cái đại lý vào sau bạn Tính sơ sơ ra là cũng gần tới 3 tỷ đô đó nha cả nhà Cho 32.000 đại lý vào sau Nhưng mà tập đoàn Đông Sơn sẽ cho bạn một cái bảo hiểm trọn đời Sẽ cho bạn thu về 2.400 USD Nó gấp bao nhiêu lần? Một phần năm lần cái số vốn bạn bỏ ra Một số vốn quá ít ỏi với một cái cơ hội quá khủng khiếp như vậy Một số vốn đầu tư bạn bỏ ra chỉ là 1.600 50 USD thôi mà các bạn đã có một cái lợi nhuận thu về cực kỳ khủng như vậy rồi tại sao tại tại sao công ty lại cho một cái lại cho bạn một cái cái lợi nhuận khủng như vậy thì à, lãnh đạo Fanny của chúng tôi à, có phỏng vấn được ông chủ tập đoàn hỏi về tại sao mà ông chủ tập đoàn lại dòng lượng lại cho chúng tôi một cái cơ hội như vậy ông chủ mới nói là việc kiếm tiền thì ông đã kiếm từ rất là lâu rồi ờ, ông đã kiếm mấy chục năm nay rồi ông có rất nhiều tiền và cũng uh, đi giúp rất là nhiều người uh, làm từ thiện rất là nhiều rồi nhưng uh, ông làm như vậy là ông muốn mà giúp chúng ta mang thị trường Đông Sơn một thị trường lớn mạnh ra trên tất cả các thế giới để cho thế giới biết đến Đông Sơn thứ hai nữa là để cho giúp bạn uh, mạnh dạn đầu tư, khi bạn chưa làm gì cả thì bạn vẫn có thể thu hồi lại số vốn làm ra và ông còn nói một điều như vậy này, ông đang nắm bắt cái xu hướng của thế giới, làm ăn phải có xu hướng và ngoài việc mang đông sơn ra thế giới, ông còn giúp nhiều người thành công nhanh chóng tại đông sơn. Ông gợi ý là khi mà chúng ta đi phát triển thị trường thế giới sẽ có rất nhiều người giỏi, rất nhiều tài năng nhưng người ta không có dám cho người ta một cơ hội không có dám vượt qua khỏi cái vùng an toàn của họ không có dám đón nhận với thử thách với rủi ro và mặc dù họ là người khao khát thành công nhưng mà họ không có um, dám nên ông muốn cho người ta một cái cơ hội để không có lãng phí cuộc đời của họ để mạnh dạn đầu tư và vận về vốn và khi đến với tập đoàn chúng ta chỉ đầu tư một lần duy nhất mà chúng ta có tư cách kinh doanh vĩnh viễn phúc lợi cả đời những cái lợi nhuận 5% phần trăm sau đời và lợi nhuận này sẽ cho bạn tới đời con đời cháu các bạn vẫn vẫn có lợi nhuận có một cái bộ sản phẩm miễn phí chăm sóc sức khỏe mà ai cũng cần không Người nào không cần trong gia đình bạn có một cái công cụ thu hút khách hàng tự động có 98% đã tự động hóa cho bạn rồi. Lại có một cái đội ngũ team quốc tế luôn luôn hỗ trợ, luôn luôn đồng hành cùng bạn thì có lý do gì mà bạn không thành công? Muốn không thành công ở Đông Sơn cũng rất là khó, lại còn đảm bảo là hoàn toàn không rủi ro một sự lựa chọn của bạn. Rất là thông minh. Ví dụ như bạn đầu tư một đại lý, một số vốn rất là ít ỏi, một lần duy nhất trong đời có 41 triệu đô hay là 1.650 USD. Và nếu bạn thiết lập cho mình một hệ thống gồm có 3 đại lý, công ty cho bạn về ngày hôm sau 780 đô thì con số đó tính lại là bạn có một cái sự khuyến mại Âu chỉ là 1. 1390 trên một đại lý và nếu bạn cùng một cái thời gian đó cùng một cái công sức đó bạn muốn phát triển thị trường bạn muốn nhân bạn ra tới tối đa là 7 đại lý cho chúng ta thì công ty cho bạn về 2 2008 đô ngay lập tức thì bạn chỉ đầu tư 1250 cho mỗi đại lý và có bài gửi hàng cùng hoạt động cùng tạo ra nguồn thu nhập cho bạn thì bạn có thích không ạ à? để đã làm cho bạn có thấy rất kỳ cực kỳ hưng phấn không sự lựa chọn của bạn hôm nay là nguồn thu nhập của bạn trong tương lai tốc độ dự chỗ nó quyết định thị trường của bạn lớn hay nhỏ nếu bây giờ bạn quyết định bạn dự chỗ ngay thì thị trường của bạn mênh mông bao la rộng lớn thị trường thế giới của bạn là toàn bộ cái màu trắng và nếu mà 5 phút sau bạn cho mình một cái quyết định thì nó nhỏ lại chỉ còn phần màu xanh và 10 phút sau thì thị trường của bạn dần dần nhỏ lại tốc độ dự chỗ quyết định bạn về vốn nhanh hay chậm và tốc độ dự chỗ quyết định mức độ tài phú của bạn các bạn nghe đã hưng phấn rồi phải không tại sao trên thế giới của chúng ta tới bảy phải bảy tỷ dân mà chúng ta không kiếm được một người hợp tác với mình hai người hợp tác với mình hả lại còn có thêm một cái công cụ phát tên lửa tự động như vậy giúp chúng ta ở nhà với một chiếc phone vẫn có thể kết nối thị trường toàn cầu làm việc bất cứ lúc nào mình muốn và À, một sự thật mà Nhi muốn à, nói với các bạn là chúng ta kiếm tiền thì cần có phương pháp nỗ lực đã nhiều người nỗ lực ông bà cha mẹ chúng ta có nỗ lực không Thật sự đã rất là nỗ lực nếu mà tới giờ này với một cái số vốn ít ỏi như vậy mà bạn còn nói là bạn không có tiền thì bạn cần phải xem lại cái cái sự nỗ lực của bạn như thế nào phương pháp bạn làm đã đúng chưa chúng ta cần cái phương pháp đúng kiếm tiền cần phương pháp người giàu người ta kiếm tiền bằng cách nhân bạn thời gian công sức của nhiều người để nhân bạn túi tiền của họ nếu mà chúng ta không có phương pháp đúng thì rất khó để chúng ta làm giàu và chúng ta càng rất là vất vả chúng ta cần phải thay đổi tư duy cho mình một cái cơ hội có chìa khóa để mở cái cánh cửa đó khi bạn đủ quyết tâm bạn sẽ làm được chúng ta có cái giải pháp cho bạn chỉ cần bạn mạnh mẽ cho bạn cái cơ hội thôi thì đến với tập đoàn Đông Sơn uh, tài phú sẽ đến gần rất gần với bạn bởi vì chúng ta có công cụ chúng ta giúp bạn phát triển cái tư duy thay đổi cái tư duy tích cực uh, trao giá trị này đến với bạn và bạn có thể trao giá trị to lớn này đến với tất cả mọi người trên thế giới ngoài ra bạn có còn một mối quan hệ trồng lớn mỗi ngày cùng nhau kiến tạo giấc mơ và cái niềm vui lớn nhất của nhi là được kết hợp kết nối thị trường ở nhà và kiếm tiền mọi lúc mọi nơi chúc các bạn thành công và nhiều sức khỏe khi đến với tập đoàn đông sơn các bạn nhé